làm lại mấy cái bài tập, mấy câu hỏi nãy mới làm trên lớp. Đầu tiên là mình sẽ phân loại lại kinh tế gia đình. Đây, kinh tế hộ gia đình. Mình sẽ chuyển nó số 1. Số 1 tức là nghèo, mình chuyển thành số 1 mới. Số 2 là trung bình, mình sẽ nhập số 1 luôn để mình gom nó thành một nhóm. Số 3 là trung bình khá, mình sẽ cho nó thành số 2. Số 4 là khá, mình cho thành số 2 luôn. Số 5 là giàu. Rồi ở đây mình mới chọn cái số 1 để mình dán nhé, là nhỏ hơn trung bình khá. Số 2 đã là lớn hơn bằng. Bên đây nó kêu là có kinh tế lớn hơn hoặc bằng trung bình khá và nhỏ hơn trung bình khá thì ai sinh con đăng ký hơn. Bây giờ mình đã phân loại được cái này rồi, bây giờ mới phân loại được là cái nặng ký với cái nhẹ ký. Mình phân nó là nặng ký là sinh tăng cân bình thường, tức là lớn hơn hoặc bằng 2.500 g, nhẹ ký là nhỏ hơn 2.500 g. Thì mình sẽ làm một cái biến mới nữa. Bây giờ mình sẽ làm một cái biến là tăng cân, nên là sơ sinh, nên mình sẽ cho nó là nhẹ cân sơ sinh. Thì khi này là mình sẽ cho nó là nhỏ hơn 2.500 g, tức là 2.499. Số 1. Rồi bắt đầu mình mới kiểm định hai biến. Rồi, so sánh tỷ lệ của hai nhóm trang 139 sách giáo khoa. Đây là mình vô analyze chọn cái này một. Người ta hỏi là kinh tế gia đình với cân nặng sơ sinh, mình cho cái nhẹ cân sơ sinh mình cho cái nó nằm dưới cái cột. Rồi cái kinh tế gia đình nãy mình mới chọn là cho nó vô cái hàng tiền xin quê click. Đây là mình đến cái rồi. Ok. Đây nhóm trung bình khá, nhóm này khi tới đây thì mình sẽ đọc kết quả.
ở đây ta hỏi là ai sinh con là nặng ký hơn, thì mình nhìn ở đây là sinh lớn hơn hay là 500 gram thì nó cái lớn hơn bằng trung bình khá thì nó sinh cái tỷ lệ sinh nhiều hơn là nặng ký hơn, nhưng mà đây chỉ là cái số liệu mà thô thôi, cho nên là mình không đánh giá được. Mình nhìn xuống bảng dưới này thì mình nhìn nhìn ở đây, ví dụ như ở đây là số 0 thì mình sẽ đọc cái số này, tức là 0% thì mình sẽ đọc số này, còn ở đây là 25% thì mình sẽ đọc cái số này, tại vì mình đang kiểm định là hai biến, tức là biến kinh tế gia đình và khả năng sơ sinh, cho nên là mình đọc số này. Ở đây thì nó nhỏ hơn 0,05, cho nên nó là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, tức là có sự khác biệt giữa kinh tế gia đình và cái nhà căn sơ sinh. Tức là cái nhà căn sơ sinh này nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh tế gia đình, thì trả lời câu hỏi này là người người có kinh tế gia đình là lớn hơn bằng trung bình khá thì sẽ sinh con nặng ký hơn những người có kinh tế gia đình là nhỏ hơn trung bình khá. Rồi, ở dưới này là cái chỉ số ORR. ORR thì mình coi ở đây, nếu mà cái số này mà nó lớn hơn một á thì gọi là nguy cơ, còn nó nhỏ hơn một á thì là bảo vệ, nếu nó bằng một á thì nó không có liên quan, tức là kinh tế gia đình với cái nhà căn sơ sinh nó không có liên quan với nhau. Ví dụ như số này nó là 2,525 thì tức là nếu mà cái người người mẹ có kinh tế gia đình là lớn hơn bằng trung bình khá thì sẽ sinh sinh con, thì cái nguy cơ tức là sinh con là nặng ký hơn gấp 2,525 lần. Rồi cái theo chín mươi lăm phần trăm thì nó là cái logo của cái tỷ lệ. Câu 2, người mẹ mang thai lớn hơn bằng 10 kg với nhỏ hơn 10 kg thì ai sinh con nặng ký hơn? Mình bên này mình chưa có cái biến nào mà để phân loại là mẹ mang thai lớn hơn bằng 10 kg với nhỏ hơn 10 kg hết, cho nên mình tính tạo một cái biến mới dựa vào cái tăng cân này là mình đã tạo cái buổi trước đó rồi. Như đây là mình ghi tăng cân 10 kg thì đây hiện nay ra cái biển của mình đây lớn mà nó bằng một tí mình cũng lấy cái mà cái nhà căn sơ sinh đấy mình so với cái biến mà mình mới tạo ra này.
Rồi mình sẽ lấy cái nhà căn sơ sinh mình so sánh với cái biến mình mới tạo ra. Như này là cái biến không phụ thuộc, còn cái này là cái biến phụ thuộc thì nằm ở dưới, tức là nằm cái cột, còn biến phụ thuộc thì nằm cái hàng. Đây mình thấy đây là 0%, thì mình đọc số này, số này là nhỏ hơn 0,5, tức là sự khác biệt có những thống kê, tức là người mẹ mà mang thai lớn hơn 10 kg thì sẽ sinh con là nặng tí hơn là người mẹ mang thai nhỏ 10, mà tăng cân lúc mà mang thai nhỏ 10 kg. Rồi tới câu số 3 là người mẹ mang thai tăng cân bao nhiêu thì sinh con không suy dinh dưỡng. Câu này tức là mình mô tả một trung bình, tức là những cái đứa trẻ nào mà lớn hơn 2.500 gram á, thì mình sẽ lấy trung bình của những cái người mẹ tăng cân đó, mình cộng là mình chia ra, mình lấy trung bình của người đó thì mình sẽ ra được cái số trung bình là da tăng cân bao nhiêu. Thì cái này nó có hai cách, thì mình sẽ làm từng cách. Nhất là mình sẽ vô mình mô tả là mình mô tả cái tăng cân này từ cái nhiệt hay sơ sinh. Lấy giá trị trung bình thôi. Đây. Không suy dinh dưỡng, tức là lớn hơn bằng 2.500 gram thì trung bình là tăng 8,27 kg, thì nó sinh sinh con ra nó sẽ không bị suy dinh dưỡng. Đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai đó, là mình sẽ lọc. Tức là mình sẽ lọc những cái bà mẹ nào á, mà có cân nặng này là lớn hơn 2.500, lớn hơn bằng 2.500 gram á, thì mình sẽ lọc ra, mình để ra và mình sẽ mô tả cái trung bình của nó. Thì cách này mình sẽ làm như sau. Vô data, mình chọn cái tăng cân này, tăng cân 10, tăng cân 10 này là số 1 của mình là nhỏ hơn 10 kg, không mình sẽ chọn cái cân nặng sơ sinh hoặc là cân nặng sơ sinh hoặc là cái nhẹ cân sơ sinh, tức là đứa đứa nào mà nó bằng 2.500 gram á, thì mình sẽ bỏ lấy ra. Nãy 2.500 gram lớn hơn bằng 2.500 gram là mình mặc định là số 2, số 1 là nhỏ hơn 2.500 gram. Tới đây thì mình sẽ thấy nè, ví dụ như số này là nó nhỏ hơn 2.500 gram là nó bỏ ra. Bắt đầu mình sẽ vô mình mô tả. Mình cái mô tả cái tăng cân của bà mẹ nè.
nó sẽ cộng lại những cái nào mà mình lấy ra đó, nó sẽ cộng lại và nó chia ra, nó lấy trung bình. Đây thì nó cũng ra là 2, ủa 8,27 kg, nó cũng giống như cái ở trên 8,27 kg, thì hai cách kết hợp cũng được hết.